lấy cảm hứng từ thương hiệu Giorgio Armani. Jam cho ra đời quý ông lịch lãm mang tên Giò, thuộc nhóm hương gỗ mạnh mẽ, jam Giò sang trọng, hiện đại và cực kỳ nam tính. Khi vừa mang hương thơm này trên người, bạn sẽ bắt gặp mùi hương thơm mát của quả cam, quả quýt, hoa nhài, cam bergamot. Sau đó, khi lớp hương này phai đi, sẽ để lại hỗn hợp mùi hương thơm tinh khiết từ hoa anh thảo, nhục đậu khấu, lan nam phi, hương biển, quả đào. Cuối cùng, lớp hương mang lại một dấu ấn rất riêng cho bạn sẽ là nốt hương gỗ trầm lắng, là tổng hợp các mùi hương từ hổ phách, hoắc hương, địa y, tuyết tùng và xạ hương. Phù hợp cho các đấng mày râu từ 25 đến 45 tuổi, với khả năng linh hoạt, có thể sử dụng khi gặp gỡ bạn bè, tham gia các bữa tiệc hay đơn thuần là đi làm hàng ngày. Cùng độ lưu hương từ 8 đến 12 giờ, Jam Giò là một sự lựa chọn đúng đắn dành cho các quý ông.